Hello các bạn, những lúc đi chơi xa như thế này thì Ốc sẽ đơn giản hóa việc dưỡng da, và với những cái ngày nắng thì Ốc sẽ dưỡng da ban ngày một cách đơn giản nhất, và Ốc sử dụng cái set dưỡng da này của Blendos rất là tuyệt vời và dễ sử dụng. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng chai serum dạng xịt này, rất là thú vị ha. Đó là serum nhưng mà nó lại là dạng xịt. Bạn lắc đều lên và xịt toàn mặt nha. Sau đó hãy vỗ để cho serum này sẽ thấm vào làn da của mình. Điều này sẽ đảm bảo rằng là da của chúng ta sẽ giữ được độ ẩm mượt suốt cả ngày và vẫn được nuôi dưỡng. Đây là serum xịt của Blendos. Bước tiếp theo, ông sẽ sử dụng kem dưỡng trắng bật tông da và chống nắng của Blendos với chỉ số chống nắng là SPF 35. Khi mà mình đã sử dụng serum dạng xịt rồi thì mình bôi lớp kem này lên, nó sẽ thấm ngay lập tức, da của mình trông căng mịn hơn, bật tông hơn, làm mờ những cái đốm tàn nhang, những cái đốm nâu của vùng da không đều màu và bảo vệ da an toàn trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Việc dưỡng da ban ngày là cực kỳ quan trọng và chúng ta nên sử dụng set dưỡng da ban ngày này để bảo vệ làn da của mình và giữ cho da của mình luôn trắng sáng mịn màng và tránh được cái tình trạng những cái vết thâm nám sạm nha các bạn. Đã thấm rồi đó. Đơn giản vậy thôi, thêm một chút son là có thể tung tăng rồi. Đây chính là set dưỡng da ban ngày gồm có hai sản phẩm: serum dạng xịt và kem dưỡng trắng mặt tông da chống nắng của Blendos. Và đây là cái hộp của bộ đôi này, cũng rất là dễ thương, giống như một quà vậy. Còn đây là một bộ đôi rất là đáng yêu của Blendos, set dưỡng da ban ngày Blendos.